ngày 26 tháng 8 tại kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã thực hiện quy trình bầu tranh án tòa án nhân dân tối cao. Ông Lê Minh Chí, bí thư trung ương đảng, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại biểu quốc hội khóa 15 được giới thiệu để Quốc hội bầu tranh án tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội bầu tranh án tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí làm tranh án Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 438 trên 438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,06% tổng số đại biểu Quốc hội. Tân tranh án Tòa án Nhân dân tối cao tuyên thể trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp theo quy định sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ. Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ mới, ông từng kinh qua các vị trí: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Sáng ngày 26 tháng 8, phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp này Quốc hội xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cụ thể, trong ngày, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác. Ngoài ra, Quốc hội cũng phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng chính phủ và Bộ trưởng Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác. Quốc hội cũng tiến hành bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm ba phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Tư pháp. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội bầu ra tranh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Sáng ngày 26 tháng 8, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước dự kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 khai mạc sáng ngày 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Dự phiên họp có Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến các lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương cùng dự chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn cho biết kỳ họp diễn ra trong một ngày này quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm tranh án tòa án nhân dân tối cao miễn nhiệm viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, đồng thời phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm ba phó thủ tướng chính phủ, bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường, bộ trưởng bộ tư pháp và bầu tranh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sáng 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội dự lễ khai mạc kỳ họp có tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư lương cường chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương về phía quốc hội có chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn các đồng chí phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định nguyễn đức hải thượng tướng trương quang vương nguyễn thị thanh cùng các đồng chí ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội các vị trưởng đoàn phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trước khi khai mạc kỳ họp các vị đại biểu quốc hội đã làm lễ tưởng niệm cố tổng bí thư nguyễn phú trọng Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội công hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn không gì bù đắp được đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta để tỏ lòng tiếc thương ghi nhận đóng góp to lớn của cố tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc các vị đại biểu quốc hội đã dành một phút tưởng niệm cố tổng bí thư nguyễn phú trọng Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, căn cứ kiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp diễn ra trong một ngày thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2024 tại Tòa nhà Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm ba phó thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bầu tranh án tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 diễn ra sáng 26 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp diễn ra trong một ngày tại nhà Quốc hội. Theo ông Mẫn, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận công tác khác. Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng và bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Bên cạnh đó, Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một phó thủ tướng, phê chuẩn bổ nhiệm ba phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Tư pháp, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ tịch quốc hội đề nghị các đại biểu quốc hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm xem xét thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước đạt sự đồng thuận thống nhất cao Kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội sẽ diễn ra trong một ngày 26 tháng 8 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông cáo báo chí về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15. Theo đó, căn cứ quy định của hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp sẽ diễn ra trong một ngày bắt đầu từ 8 giờ thứ hai ngày 26 tháng 8 tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Trước đó, ngày 16 tháng 8, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.